có hai mẩu truyện ngắn mang tiêu đề lần lượt là Thay đổi và Lên đường. Có thể xem là những món quà giản dị mà quý giá cho những người muốn cựa quậy để thay đổi về cuộc đời và vận mệnh của bản thân. Câu chuyện thứ nhất là Thay đổi. Một con khỉ rất muốn trở thành người. Nó cũng biết rằng muốn trở thành người, nó phải chặt đứt hoàn toàn cái đuôi của mình. Con khỉ chấp nhận điều đó, quyết tâm chặt đứt một bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng trước khi hành động, nó bị ba việc dưới đây cản trở. Thứ nhất, khi chặt đứt đuôi thì liệu mình có bị đau hay không? Thay đổi thì nhất định sẽ phải trải qua đau đớn. Thứ hai, sau khi chặt đứt đuôi, liệu có thể vẫn duy trì được tính linh hoạt hay không? Thay đổi nhất định sẽ phải đối mặt với mạo hiểm. Và thứ ba, sống lâu như vậy, từ trước đến giờ vẫn có cái đuôi trên cơ thể. Chiếc đuôi đã tồn tại song song với cuộc đời mình, thật không nỡ vứt bỏ. Thay đổi về mặt tình cảm sẽ có cảm giác buồn đau. Thế nên, cho đến tận hôm nay, khỉ vẫn chưa thể hòa kiếp thành người. Muốn đạt được thành tựu gì đó, phải dám nỡ vứt bỏ, hy sinh một vài thứ khác. Nếu không nỡ, không dám vứt đi những gì đã có sẵn, chúng ta khó có thể có được thứ tốt hơn. Vì sợ đau, sợ mạo hiểm, vì không lỡ xa cái đuôi gắn bó nhiều năm, nên chú khỉ mãi không thể trở thành người. Câu chuyện thứ hai là Lên đường. Có một hòa thượng muốn đi du học, sư thầy hỏi, khi nào thì con đi? Tuần sau con sẽ đi, đường xa con đã nhờ vài người đan đôi giày cỏ, sau khi lấy về thì con sẽ lên đường ạ. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó, có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền. Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi, sao tín chủ lại tặng ô? Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa. Sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô hay không. Thế nhưng hôm đó không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng. Giày cỏ và ô đã đủ chưa con? Đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi trong góc phòng. Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được. Vậy sao được, sư phụ nói. Trời có lúc mưa, lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó thì con sẽ phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục. Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo. Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất rồi nói, đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng, khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà ta đã đủ quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại. Hãy mang theo trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ. Trên đây là hai mẩu truyện ngắn mang tiêu đề là Thay đổi và Lên đường. Có thể xem là những món quà giản dị mà quý giá cho những người muốn cựa quậy để thay đổi cuộc đời và vận mệnh của bản thân. Mình là Phương Smith, cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.